Hello, đi ngoan thế. Yes. Hôm nay tìm cô không? Đợi cô chút nhé, để cô lấy lại cái bài hôm trước mình vừa kiểm tra ha. Em trước cô chấm rồi, con được khoảng 7 điểm nhá. Để rồi ok. Rồi hôm nay cô trả bài chi tiết. Đợi chút nha. One minute. Now, can you see me? Thấy nhìn thấy cô Yes. không? Alright, so we start here. Mình sẽ chữa bài kiểm tra hôm trước đã. Alright, so we have start one. Mình có bài số 1 đúng hết rồi thì cô sẽ không cần nhắc lại nữa nhé. Is that okay? Bài số 1 mình chủ yếu ôn tập về đơ, ơ và ân. Ok, mình sẽ có là the nail. Ok, đó là gì nhỉ? Danh từ nó là tên riêng đúng không? Mình sẽ có là ok, nail. Ok. Now next one, I need a. Đúng rồi, tôi cần một cái gì đó. This, ok. I love those. And I have a lot of map, I have a lot of countries, right? Boxes, two boxes and a mouse in the kitchen. Alright, now câu bài này mình sẽ có câu nào bị sai đấy? Ai gì nhỉ? Ai phải I have got, đúng không? Is that correct? Thấy không? Can you see that number two? I have got, huh? Yes or no? Rồi. And then, bài này thì đúng hết rồi nè. Bài này thì mình sẽ nhìn xem sai ở đâu nhá. Now, Lucy has got sorry, cái này đúng chứ nhỉ? Sorry. Sorry. Cái này là đúng. Number one. Nhưng mà con chưa biết câu trả lời đúng không? Cái này chuyển thành ơ. Is that okay? This one, three. Ok, thế còn câu thứ hai sao con nhỉ? My father is... Nào cô thấy cô gợi ý đúng không? Âm hát này là âm câm. Tức là thực tế là mình sẽ, nếu mà mình đọc, mình sẽ bắt đầu đọc từ âm thứ hai. Honest. Điều đó có nghĩa là âm này bắt đầu bằng một nguyên âm trong cái cụm mà uể oải đúng không? Is that correct? Yes or no? Có phải nó bắt đầu bằng một nguyên âm không? Yes or no? Ok, thế nên mình sẽ ở đây mình sẽ là unhonest. Unhonest. Is that okay? Ghi lại câu này nhé.
anonymous. Is unhonest, không phải là ha. Có nhìn rõ không? What are you doing? Đang làm gì đây? Quay lại đây này. Quay lại đây. Come back here. Can you see that? Nhìn thấy chưa? Yes. Rồi câu số 3 nào. Landon has glasses that are so expensive. Ok, câu này đúng rồi. Câu số 4 làm đúng rồi. Câu số 5 chứ tại sao sai không? Câu số 5, your book is, là đúng rồi, bởi vì nó là số ít nên không chuyển thành are. Vấn đề sai ở đây, nó là sai ở đâu đấy? Trên mặt bàn chứ không phải là tại mặt bàn hay gì, đúng không? Mình có trên mặt bàn phải là on the table. Is that okay? On the table. What are you doing? Đang làm gì đây? Come back here. Alright, so bài này nó hơi khó một tí, là mình sẽ có cả một đoạn văn. Again, this is Peter's sister. Đây là chị gái của Peter. Her name is Carol. Cô ấy tên cô là Carol, đúng không? Ok, rồi. Bạn trai của cô ấy mình sẽ có là gì? Her name. Mình đang nói về cô ấy mà chị gái mà mình phải có là her name, chứ không phải my name, đúng không? Ok, her boyfriend's name. Her boyfriend's name. Tên của anh trai của, tên của bạn trai của chị là Tom. Tom and Carol has got a new flat. Họ có một cái căn nhà, một cái gọi là gì nhỉ, căn hộ mới, đúng không? Their new flat in the main street. Ở căn hộ của họ ở cái thành phố chính của thị trấn, đúng không? Peter went to see. Peter đã đến thăm chị. Cái của chị, đúng không? Yes, cái căn hộ của chị mỗi và hôm qua thì nói nha. You see, his sister, đúng không? Okay, he liked it a lot. Tom soon be, soon Tom be with me. Tom sẽ sớm trở thành anh rể của anh ấy, đúng không? Thì chỗ này phải là his chứ, đúng không? Yes, her sister and his brother-in-law sớm trở thành anh trai, anh rể. Because Karen and Tom is getting married. Bởi vì họ sẽ kết hôn này. Carol và Tom sẽ kết hôn. The wedding is to be ở tại đó, at, đúng không? At church. Ở tại cái, mình phải cần một giới từ chỉ địa điểm ở đây chứ. Her father is going to drive her to the church in a big, okay. After the ceremony, they are going to restaurant and have a meal, a huge party. With all, có một đám cưới, ở trong đám cưới đấy sẽ có bạn của ai, sẽ có rất nhiều bạn của ai, cô dâu và chú rể chứ có liên quan gì đến bạn của mình đâu. Is that correct? Yes or no? Bạn của anh ấy, đúng không? Hợp cô ấy. Her or his friend. Is it okay? Yes or no? Hoặc là their friends của họ nhé. Đám cưới của họ thì phải có bạn của họ chứ, đúng không? Yes or no? Yes. Rồi ít nhất là phải điền cho cô ba từ này thì mình sẽ được điểm nhé. Ok, so we stop here. Ok. Mình xong 5 bài đầu tiên, mình đã ôn tập xong 5 bài đầu tiên. Và hôm nay mình sẽ đến với bài số 2 nhé. One minute. Bắt đầu mình sẽ đến sang bài số 6. Và bắt đầu. Okay, 1 minute half. Okay. Okay, nào nhìn thấy màn hình của cô không con? Yes.
Okay, so now we start here the grammar and unit 6 we learn about the imperatives and the objective pronouns. Okay, imperative. Now mình sẽ lướt qua một chút nha, đợi cô chút nha. Imperative. Okay. Sure. Okay, so we start here. Okay, so now listen this first part. Nghe trước nhá, mình sẽ nghe trước. Page 30. Presentation. Bella, stop it. Leave me alone. Don't pull. What's wrong with you? Oh, oh, Bella. Thank you. There's some cream in the fridge. Let's go and get it for you. Right. Don't worry about me. Okay, rồi mình sẽ có ở đây mình có imperative là những cái câu mà gì nhỉ? Câu ra lệnh, câu điều kiện mà câu ra lệnh mấy câu mà khẳng định ở cái thời điểm hiện tại đúng không? Câu mà yêu cầu khác làm gì ở thời điểm hiện tại. Câu đấy thường sẽ bắt đầu bằng động từ. Nào nhìn thấy câu không? Stop it. Dừng lại đi đúng không? Leave me alone. Câu này không hề có chủ ngữ, nhìn thấy không? Can you see that? Yes. Thấy không? Don't pull. Đừng có kéo nữa. Okay, what's wrong with you? Mình có gì nhỉ? Let's go and get it. Đúng không? Hãy đi và tìm thứ gì đó cho bạn đúng không? Okay, let's go. Mình có là gì nhỉ? Không có chủ ngữ đúng không? Câu này không hề có chủ ngữ, mình có let's go luôn á. Is it okay? Don't worry, yeah. Là đừng lo lắng. Có nhìn thấy chủ ngữ không? No. Is that okay? Yes or no? Yes. Rồi, okay. Mình sẽ giải khẩu câu bài này nhá. Mình có bạn mèo, bạn đang còn nói gì đây nhỉ? Bạn Harry đang nói gì đấy? À, đừng kéo nữa đúng không? À, dừng lại đi, đừng kéo nữa, để tôi yên đúng không? Đi nào. Ok, mình sẽ có stop it. Ok, dừng lại. Leave me alone. Rồi, đọc hộ cô nhé. You are... Like. Ok, mình sẽ có này. Bài này bạn bạn mèo tím bị rơi mà. Ok, mà bạn mèo vàng được bé. Is it correct? Yes or no? Ok, rồi. And then we catch next one. Complete this one. Ok, mình sẽ có imperative. Thì khẳng định mình chỉ cần gì đây nhỉ? Mình chỉ cần động từ thôi, ví dụ như stop, pull, leave me alone. Tuy nhiên negative khi mà mình cho thể phủ định vào thì mình sẽ phải thêm gì? Do not or don't. Khi mà mình nói do not có nghĩa là người ta mình đang cần người khác lắng nghe mình không nói là don't. Don't là bình thường. Còn do not là gì nhỉ? Khi mà mình nói khi mà người ta không để ý đến mình đúng không? Do not stop, do not leave me alone. Ok, mình đang nhấn mạnh đúng không? Khi mà mình nói do not, mình đang nhấn mạnh. Còn lúc mà mình nói don't, tức là mình nói là bình thường thôi đúng không? Don't pull, đừng kéo đúng không? À, mình có từ less. Less là viết tắt của từ less us. Có nghĩa là chúng ta hãy làm gì đó. Is it okay? Yes or no? Mình sẽ viết tắt thành less for yes nhé. Yeah? Mình có let's go, let's play football, make a cake, watch TV. Ok, mình sẽ có các tân ngữ. Hôm nay mình sẽ học tân ngữ, hôm trước mình học. Mình học gì nhỉ? Chủ ngữ và hôm nay mình học tân ngữ nhá. Mình có are you, we, they, he, she gì con? It. It, yeah, chính xác. Và we, you, last one, they, mình sẽ có. They, đúng không? Is that correct? This one, they.
Yes. Rồi, tuy nhiên này về mặt tân ngữ thì mình sẽ phải biến đổi nó một chút. Tân ngữ, vị trí của tân ngữ thường là nó sẽ nằm ở đằng sau động từ. Nhớ nhá. Can you see that? Tân ngữ thường nằm sau động từ. Nhìn thấy chưa? Yes or no? Ví dụ như là leave me alone thì đằng sau động từ me này nó sẽ là tân ngữ. Vậy ở đây mình sẽ có me ở đây sẽ là tân ngữ này. You, him, her, it, you, it, us, and your. Cái này trên lớp học chưa? Có cần ghi lại không? Ghi lại cô cái bảng này nhé. Cái bảng ở dưới cùng này nhé. Còn câu imperative thì chỉ cần ghi hộ cô là verb cộng tân ngữ là xong. Good, ok. Ghi lại cái bảng này. Yes. Tiết lộ cô cái bảng này vào nhé. Cái bảng dưới cùng. Xong chưa có? Có thời gian nhé. Ok, mình sẽ tiếp tục nhé. Ok, read the information here. Mình có một số các thông tin ở đây. We use imperative to tell people what to do. Mình dùng imperative để nói cho người khác biết họ cần làm gì, họ phải làm gì, đúng không? Please close the door. Làm ơn đóng hộ tôi cái cửa lại. Close the door. Mình sẽ nói close the door luôn. Mình thêm từ please vào để mình gì nhỉ? Đấy. Mình yêu cầu người ta đúng không? Mình gọi là xin người ta làm một việc gì đó. Nhờ vả. Nhờ vả người ta làm việc gì đó. Và thứ hai nữa, mình sẽ give the instructions. Mình dùng imperative. Mình dùng những cái câu này để nói về, để mình sẽ gì nhỉ? Hướng dẫn. Mình làm các hướng dẫn. Tại sao? Khi mà hướng dẫn, mình có biết là mình hướng dẫn ai không? Mấy cái cửa sổ hướng dẫn ý. Hướng dẫn người dùng đúng không? Người dùng nói chung mình không biết là hướng dẫn là chi tiết là cho ai. Thế nên là người ta sẽ dùng những cái câu mà lược bỏ chủ ngữ mình là mình chỉ cần bảo là gì đó nhỉ? Đặt quả trứng vào trong cái bát thôi đúng không? Put the eggs into the bowl. Is it okay? Yes or no? Understand? Mình nói chung chung thôi đúng không? Và cuối cùng là be to give advice để nói về lời khuyên. Lời khuyên. Be careful, à, hãy cẩn thận đấy, đúng không? Is that correct? Rồi ghi hộ cô ba ý này vào nhé. Thứ nhất là ra lệnh cho ai đó làm gì, đúng không? Hoặc là bảo ai đó làm gì. Tell people what to do. Mình sẽ có câu ý thứ nhất là ra lệnh. Cái imperative. Câu imperative là câu dùng để ra lệnh. Câu thứ hai là instruction là hướng dẫn. Dùng để hướng dẫn. Và câu advice nó là để gì đấy? Advice lời khuyên. Imperative là imperative là câu mà mình sẽ có động từ cộng với tân ngữ luôn. Mình sẽ không có chủ ngữ nữa. Được quả chủ ngữ.
không cho con nhỉ? Được chưa? Được chưa? Bật bật tiếng lên, sao tự nhiên lại tắt tiếng rồi? Yes. Thế là cô imperative, động từ cộng danh ngữ này, mà mình sẽ dùng để ra lệnh, dùng để hướng dẫn và dùng để ra lời khuyên cho ai đó. Be careful này, cẩn thận đúng không? Take care là gì nhỉ? Bảo trọng đúng không? Don't do this là đừng làm điều đó đúng không? Đấy là lời khuyên. Yeah. Rồi mình sẽ move đến câu thứ hai, đó là câu last cộng với một động từ nguyên thể và không có to nha, không có to đâu nhá, mình sẽ không có to. Ok, và mình cũng nói về suggestions, đó là một sự gợi ý. Nào nghe như vừa nãy cô đã nói thì last ở đây đó là viết tắt của từ last us. Is that ok? Tức là nói về chúng ta, tức là bao gồm cả người nói và người nghe, chúng ta hãy làm gì đó đúng không? Understand? Yes. Tuy nhiên mình cũng có những cái, mình cũng có những cái tân ngữ khác ngoài let us, let cộng với tân ngữ let us là gì nhỉ? Chúng ta đúng không? Thế mình có let, ngoài ra mình cũng có thể thấy các tân ngữ khác vào đây. Nào đọc hộ cô những tân ngữ khác nào. Vừa nãy cái bảng vừa nãy cô cho biết ấy, ngoài chúng ta ra mình sẽ có let, let gì? Let you đúng không? Let you. Ví dụ như let you go, để bạn ấy đi đúng không? Hãy để bạn ấy đi. Now let gì nữa nào? Để cô ấy đi nói nào. How can you say? Để cô ấy đi. Là chỉ bao let, chỉ một mình cô ấy thôi. Let her go. Yeah, chính xác. Rồi, ok. Nào hãy để tôi hãy để tôi đi đúng không? Nào let, let đi. Tôi let me go. Let me go. Ok. Now let gì nữa nào? Okay. Let him go. Let him go and let them go. Is it correct? Yes or no? Let them go. Sorry, let them go. Để họ đi đúng không? Rồi, tức là ngoài let us ra thì mình sẽ có rất nhiều. Tuy nhiên chỉ có duy nhất từ let us được viết tắt bằng cách là mình sẽ thêm phẩy s thôi. Understand? Yes or no? Những từ khác mình không viết tắt được hả? Những từ khác mình sẽ viết đầy đủ. Được chưa? Rồi, ok, và thứ hai mình sẽ có object pronouns, đó là một tân ngữ. Tân ngữ thường đi sau verb, có nghĩa là cô hay thường viết đó là verb cộng tân ngữ đấy. Tân ngữ đã nằm ở vị trí ngay sau cái động từ này. We use them instead of the noun or a name. Ok, mình sẽ dùng nó để thay thế cho một danh từ hoặc một cái tên. Ví dụ mình nói là I can see Lucy, thì mình có thể thay thế cho Lucy bằng I can see her. Understand? Yes, I know Lucy là cô ấy mà. Tôi không nhìn thấy cô ấy, đúng không? Nào mình có look at this photo, thì mình có thể thay từ this photo bằng từ it luôn. Hãy nhìn vào nó, look at it. Is it okay? Yes, I know. What? Yes. I can help Tom and Dave. Tom and Dave là hai người, cô có thể thay bằng she can help them. Cô ấy có thể giúp họ. Understand? Yes. Yeah. Nhớ nha, mình có tân ngữ đứng sau động từ ha. Ok, rồi thì bây giờ mình sẽ move đến một bài tập nha nhỉ. Làm bọn cô bài tập này nhá. Hoàn thành câu dưới đây. Now number one mình sẽ có gì nhỉ? Your room please. Đó là cái gì, mình phải làm gì với căn phòng đó. Mình sẽ dùng động từ nào đấy? Listen, nghe, open là gì nhỉ? Mở, mở phòng hay là không phải đúng không? Tidy, dọn, hạ giúp. Look, nhìn, come là đến. Chỗ nào đấy? Number one. Your room please. Mình phải làm gì với căn phòng? No, không phải mở. Mở phải là mở cửa chứ. Open the door đúng không? Đấy không phải là mở. Mình có từ dọn dẹp căn phòng. Đó là từ tidy. Đúng
Is it okay? Tidy the room. Hãy dọn căn phòng đi. Được chưa? Is it okay? Yes or no? Tiếp là number two nè. Number two. Number two. Help me, please. Yeah, help you. Help. Help me, please. Có nghĩa là giúp đỡ tôi đúng không? Help. Nà, lưỡi đặt lên hàm trên à? Yes, cái âm chữ L ấy, lưỡi đặt lên hàm trên. Thế sau đó mình sẽ gì nhỉ? Có âm. Thì mình sẽ ngậm môi lại đúng không? Và mình sẽ bật ra nhé. Help. Is it okay? Yes or no? Lưỡi đặt lên hàm trên. Help. Is it okay? Help. Okay, help me. Help me. Is it alright? Rồi, number three nè. Here, please. Come here, please. Come here, please. Hãy đến đây, đúng không? Câu số 4 nè. Choose the teacher. Mình có động từ nào ở đây đi được với to? Do you know? Động từ nào đi với to? Listen to your teacher, right? Is that correct? Đúng chưa? Yes. Listen to. Number five, your book on the page 27. Mở quyển sách của bạn đúng không? Đến trang mở quyển sách của con đến trang 27. Open. Open the book. All right, number six. Look at that boy. Is that correct? Mình nhìn vào chàng trai đúng không? Look. Mình có từ look đi với từ at nhé. Look at that boy. Ok, và nhiệm vụ của con bây giờ đó là tất cả những cái phần mà mình vừa làm ở đây nó phải động từ không? Yes or no? Nó là động từ đúng không? Is that correct? Is that correct? Nó phải động từ không? Yes. Yes, toàn bộ cái này là bên này là động từ. Vậy bây giờ việc nhiệm vụ của con là bây giờ xác định cho cô tân ngữ. Nào, trong câu số 1, từ nào là tân ngữ? Tân ngữ đứng sau động từ đúng không? Your room, toàn bộ từ này chính là tân ngữ. Nhìn thấy chưa? Yes, sao nào? Can you see? Yes. Ở dưới câu số 2, từ nào là tân ngữ? Me, my. Me, yeah. Rồi câu số 3, từ nào là tân ngữ? Here. Here, ở đây. Here. Lưỡi cong lên nhá, không đọc kia giống kiểu tiếng Việt đâu. Here. Here, lưỡi cong lên ha. Now, number four, listen to their teacher. Now, mình có từ listen là động từ, tuy nhiên trước tân ngữ ở đây người ta có thêm từ to nữa. Yes or no? Vậy tân ngữ nằm ở đâu? Do. Do gì? Do teacher cả, cụm này mới là tân ngữ nha. Can you see that? Yes. Ok, mình có từ listen to somebody, listen to, sau đó mình cộng với tân ngữ. Câu số 5 mình có từ open là verb, vậy thì tân ngữ là từ gì? Tân ngữ từ gì nào? Your book. Your book, chính xác. Nào, câu số 6 mình có look là động từ, vậy mình có gì nhỉ? Tân ngữ là từ gì? Boy. That boy. Is it okay? Là tân ngữ nhá. Còn từ at nó là gì nhỉ? Nó đi theo động từ đó. Is it okay? Giới từ này đi theo động từ. Is it okay? Nó giống từ to ấy. Được chưa? Yes or no? Yes. Hiểu bài không? Okay. So now we move on. Make exercise. Complete this one. Hoàn thành câu này nhá. Complete the exercise. Use the full form. Mình sẽ hoàn thành những cái bài, những cái từ trong ngoặc này đúng không? Ok, và mình sẽ dùng một dạng, đó là dạng gì nhỉ? Full form, đó là dạng đầy đủ. Mình sẽ không biết tắt, mình sẽ nói do not, đúng không? Mình sẽ có câu do not walk to the grass. Đừng gì đấy? Đừng đi lên thảm cỏ, đúng không? Yes or no? Rồi câu thứ hai là gì nhỉ? Hãy đặt nó ở trong nước lạnh. Là gì đấy?
Hãy giặt nó ở trong nước lạnh đúng không? Mình chỉ cần gì thôi? Wash. Wash luôn đúng không? Wash. Wash. Is it enough? Wash is enough. Wash in cold water đúng không? Và thường người ta sẽ thêm tân ngữ ở đằng sau này nữa, wash it. Đó là cái giặt cái chiếc áo này đúng không? Giặt nó ở trong nước lạnh. Wash it, stand up, cold water. Is it okay? Yes or no? Thường người ta sẽ thêm cả tân ngữ vào nữa luôn nhé. Nào câu số 3 là please do. Dạng đầy đủ nhá, dạng không biết tắt nhá. Do gì nào? Do not chill. Do not feed animals. Không được cho con vật động, những vật động vật này ăn đúng không? Is that correct? Number 4 nào? Không được phép chụp ảnh, mình sẽ nói nào đấy? Đừng do có chụp not ảnh đúng không? Photos. Do not take photos. Đừng có mà chụp ảnh đúng không? Do not take photos. Number 5. Chạy chậm thôi, đừng có chạy nhanh nào. Drive slowly đúng không? Lái chậm thôi. Is it okay? Mình không phải chia gì cả nhé. Câu cuối cùng nào. Hãy gọi điện tới số này. Call. Mình call luôn đúng không? Không có thêm gì nữa đúng không? Is that correct? Yes or no? Hiểu bài không? Yes. Rồi ok, mình sẽ complete the sentence. Use don't or let. Đừng hay là hãy làm gì đó đúng không? Ok, mình sẽ có từ don't và let nhé. Alright, so 5 minutes for this lesson. Is it okay for this question? For this question, is it okay? 5 phút nhé. It's really hot today. Hôm nay rất là nóng. Mình phải đi đâu đây? Mình phải đi biển hay mình không được đi biển? Let or don't. Đừng đi biển nhé. Hôm nay trời nóng, đừng đi biển ạ. Trời nóng mới phải đi biển đúng không? Let's go to the beach. The beach, đúng không? Is that correct? Đây yes. Là let, đúng không? Mình sẽ có đây là let. Rồi ok, là câu số 2 là you can go to the cinema, but bạn có thể đến xem phim luôn. Thế nhưng mà bạn đừng có đi muộn hay là bạn hãy đi muộn. Đúng rồi, bạn đừng đi muộn đúng không? Câu số 3, I'm tired. Tôi rất mệt. Don't go home hay là let's go home. Đừng về nhà, hãy về nhà. Rồi, let's go on. Chính xác câu số 4 ạ. You must be quiet in here. Bạn phải rất là trật tự ở đây. Yes, don't shout. Đừng có nói to nữa. Number 5. Go near the tiger. Đừng ở cạnh con hổ hay là hãy ở cạnh con hổ. It's dangerous. Nó cực kỳ nguy hiểm. Yes, don't go near the tiger. Đừng đến cạnh con hổ. Number 6. I can't find the museum. Tôi không thể nào tìm thấy cái bảo tàng. So, người ta sẽ bảo mình là nhìn vào bản đồ hay hãy nhìn vào bản đồ hay mình nhìn vào bản đồ. Don't look at or let's look at the map. Let's look at the map. Very good. Number 7 là I'm hungry. Tôi rất là đói. Ok, vậy là let's make some sandwiches or don't make some sandwiches. Let's make. Chúng ta hãy làm những cái sandwich đúng không? Number 8, now this is funny. It isn't funny, sorry. It isn't funny, nó chẳng có gì vui cả. Don't laugh or let's laugh. Đừng cười hãy cười.
Okay, đừng cười đúng không? Don't laugh. Okay, đừng có cười. Is it all right? Yes or no? Understand? Rồi, đúng rồi đấy. Yeah. Okay, bài này dễ hiểu đúng không? Không có gì khó đâu. Okay, circle the correct answer. Bài này cũng 5 phút để làm nhé. Nào, làm cùng cô nào. Can you prepare the pen? Tìm giấy bút nhé. You draw a pencil. Để number one. Mình phải xác định được vị trí nào mình sẽ sử dụng chủ ngữ và vị trí nào mình sẽ sử dụng đơn ngữ. Chủ ngữ thường đứng ở đầu câu đúng không? Hoặc là đứng trước động từ. Còn đơn ngữ sẽ đứng sau động từ. Ví dụ câu số 1 mình sẽ có từ. Mình phải xác định động từ cho cô đã nhé. Can I only use the computer? Mình có từ you ở đây là động từ. Vậy thì mình sẽ chọn từ nào ở đây để đứng trước? Chủ ngữ đứng trước hay đơn ngữ đứng trước? Yes, I, correct. Đúng xác. Câu số 2 là we are busy. Chúng tôi rất là bận rộn đúng không? We or you can't come with you. Mình sẽ có come là động từ. Đúng rồi, come là động từ. Vậy thì đằng trước mình sẽ cần gì nào? We, chính xác. Câu số 3, I can't find my keys. Chúng tôi không tìm thấy chìa khóa của chúng tôi. Where are they or where are they? Chúng ở đâu đúng không? Where are? Chúng ở đâu mình sẽ có là gì? They, where are they đúng không? Câu này hơi khó, lần sau to be nhé. They, not them, they. Where are they? Chúng ở đâu đúng không? Yes or no? I lost my keys. Where are they? Đúng ở đâu? Thế nhưng mà khi mà cô nói thêm một câu nữa, bây giờ cô có thêm một câu nữa cũng theo cái ý câu số 3 nhé. I can't find. Vậy là them đằng sau là them hay là they? They or them? I can't find they or I can't find them. Which one is correct? Tell me. Okay, they. No, it's incorrect. I can find. Đằng find trở là động từ. Đằng sau động từ mình phải cần một đơn ngữ nha. Hello there. Đằng sau động từ mình cần một đơn ngữ. I can find them. Is it okay? Yes or no? Yes. Okay, câu tiếp theo này. Đừng đi. Don't go. Stay with. Ở lại với chúng tôi nào. Stay là động từ đúng không? Ở lại, vậy mình sẽ có stay with we or stay with us. Us. Yeah, stay with us, correct. Now number 5, go away. I need you, đúng không? Leave I or leave me alone. Alone là gì cô? Alone là một mình. Hãy để tôi yên đúng không? Hãy để tôi một mình. Leave là động từ đúng không? Vậy đằng sau động từ mình phải cần gì? Một đơn ngữ. Object. Me. Yes, leave me alone. Okay, number 6. Kay isn't here. Kay không có ở đây. She's or hers in the garden. She's or hers. Cô ấy đang ở đâu đó mình nói nào. Chủ ngữ đúng không? Mình đang cần một chủ ngữ chứ không phải là một đơn ngữ là she's đúng không? She's in the garden. Cô ấy đang ở trong vườn. Number 7, where are Cosmo and Susie? I can't see they or them. Cosmo and Susie ở đâu nhỉ? Tôi không thể thấy chúng. See là động từ, đằng sau see mình cần một them, chính xác. Number 8, Emma is over there. Emma ở đằng kia đúng không? Let's have or have her. Her, chính xác đằng sau hạ động từ mình sẽ cần her. Is it okay? Yes or no? Understand? Ổn đấy con, thế thì ổn đấy. Now, so now, read and choose the complete
two sentences vậy nè. Number one, I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. Gì đó Lucy đúng không? There's chocolate cake in the fridge. Có rất nhiều sô-cô-la, bánh sô-cô-la ở trong tủ. À, có một cái bánh sô-cô-la ở trong tủ đúng không? Vậy mình sẽ dùng là gì đấy? Cái gì Lucy? Một động từ đúng không? Lucy là tân ngữ, đằng trước tân ngữ mình cần một động từ. Cái gì Lucy nhỉ? Tôi đang nói đúng không? Look, chính xác, hãy nhìn Lucy, hãy nhìn này đúng không? Look. Câu số 2, number 2. Cái gì đó? Peter is eaten for. Don't we eat? No. Chỗ này như là cái này phải xuống dòng hay sao á? Cái từ don't touch này phải xuống dòng á. Don't touch này phải đi với nhau đúng không? Bởi vì sao ở đây mình sẽ có it isn't for. Cô này cô đang ngăn cản đúng không? Đừng có chạm vào nó. Nó không phải là của chúng ta đâu. Is it correct? Yes or no? Mình có từ don't touch có nghĩa là đừng chạm vào nó đúng không? Is it correct? Don't touch it. Đừng có chạm vào nó. Tại vì sao? It isn't for, nó không dành cho us, nó không dành cho chúng ta đâu. Yes, it is, it's in our fridge, isn't it? Rồi, ok, nào mình sẽ có là gì đấy? Đúng rồi, nhưng mà nó ở trong tủ của chúng ta mà, đúng không? Lucy bảo gì đấy? Lucy, để nó yên đi, đúng không? Lucy. Leave it alone, để nó yên đi. Come on, Lucy. Nào, đến đây nào Lucy thì đấy. Check. No, not check. Don't be. Yeah, let's have a tiny smile. Let's be. No. Don't. All right, what is this here? Don't be mean. Có nghĩa là đừng có gì nhỉ? Đừng mean ở đây mang ý nghĩa là gì nhỉ? Tệ như thế. Is it okay? Tệ. Is it okay? Rồi ok, mình sẽ có ở đây là don't be mean. Don't be mean. Mean là tính từ nha. Is it okay? Đừng có tệ như thế. Nào hãy gì đấy? Hãy ăn một mảnh nhỏ đúng không? Is it correct? Yes or no? Yes. Alright, now we have chúng ta nhờ take or have less đúng không? Less. Take half. No. Less half. Bởi vì có động từ mà mình không dùng take half. Hãy đến lấy một mảnh nhỏ đúng không? Now câu tiếp theo này. First slice of cake later. Sau đó thì mình có bốn cái miếng bánh khác của miếng bánh sau đó đúng không? Rồi sau đó mình sẽ có gì đây? Mắm, mẹ nói gì đấy? Hi kids, are you ready for a skeleton birthday party? Hi các con, gì đấy? Các con đã sẵn sàng cho cái bữa tiệc của gì, tiệc sinh nhật của gì Agatha chưa đúng không? Yes mom, Peter, please. Mẹ bảo gì đấy? Peter, hãy đến gì nhỉ? Kitchen. Hãy đến là gì? Đi đến đúng không? Mình có từ gì là đi? Next. No, go. Nhìn thấy từ go không? Yes or no? Go to the kitchen. Hãy vào làm, hãy vào phòng bếp và gì đấy? Check, đúng không? Check. Mình có từ check là lấy. Check and get, okay. Agatha birthday cake out of the fridge. Lấy cái bánh của cô Agatha ra đây, đúng không? Agatha birthday cake. Cái bánh của cô Agatha. That's right, Peter. Đúng rồi, Peter. I always make. Mẹ luôn làm gì đấy? Make.
Make đi. Make. Làm cho cô ấy một chiếc bánh đúng không? Bỏ chân xuống là bỏ chân xuống là làm gì đây? Put your legs down. Put your legs down. Đó. Làm gì đây? Cho cả chân lên bàn đấy. Ok nào, put your legs down. Ok nào, mình sẽ có I always make. Tôi luôn, mình nhà mẹ luôn làm cho cô ấy những cái bánh sinh nhật đúng không? Okay. Mình có make. Make cộng với một tân ngữ cô ấy. Make. Ok. Make her cake. Mẹ luôn làm cho cô ấy một cái bánh đúng không? Sinh nhật cô ấy. Oh no, Peter. Lucy hét lên đúng không? Đừng Peter. Ok. Peter nói thì đấy, run Lucy, run. Chạy thôi Lucy đúng không? Bởi vì bạn hai bạn này đã ăn bánh rồi đúng không? Is that correct? Yes or no? Yes. Okay, very good. And then, writing practice. Read and choose one. What time is it now? Okay, giờ muộn rồi thì bài này cô sẽ cho với con về nhà làm nhé. Is it okay? Yes or no? Yes. Alright. Okay, so thanks for today and I will see you on. Cô sẽ gặp lại con thứ mấy? Next Monday. Is that correct? Next Monday. Yes. So goodbye and see you again later. Goodbye. Goodbye, teacher. See you again.